chỉ tồn tại 3 năm 8 tháng 20 ngày. Từ năm 1975 đến năm 1979, trong thời gian cầm quyền với chính sách diệt chủng tàn khốc, cưỡng bức lao động khổ sai, hành quyết hàng triệu người dân Campuchia, chế độ Pol Pot đã biến nước này thành địa ngục của trần gian. Đâu đâu cũng là cánh đồng chết, hố chôn tập thể, trường học hay chùa chiền đều biến thành nơi giam giữ hàng triệu người dân vô tội. 3 triệu người dân Campuchia bị giết hại một cách đau đớn trong thời kỳ đau thương này, để dân tộc Campuchia đứng trước thảm họa diệt vong. Tội ác của bè lũ Khmer Đỏ là không thể dung tha. Để hiểu rõ thêm về tội ác của bọn Pol Pot về cuộc sống người dân Campuchia sống dưới thời kỳ này, hãy nghe Chu Tấn, là một người dân Campuchia đã từng sống, nghe và chia sẻ câu chuyện của người dân Campuchia sống dưới thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nước này nhé. Giải phóng đất nước Campuchia ngày 17 tháng 4 năm 1975. Như vậy khi giải phóng toàn lãnh thổ của đất nước Campuchia đó, thì coi như là tất cả thủ đô Phnom Penh được mệnh danh là thành phố ma. Tất cả thủ đô Phnom Penh thì người dân phải dời ra khỏi thủ đô Phnom Penh trong 24 tiếng đồng hồ. Như vậy 3 năm 8 tháng 20 ngày, thủ đô Phnom Penh không còn một bóng người nào, chỉ còn những quân đội và chỉ có nhà tù Tua Slang là nơi giam cầm các tù nhân. Như vậy đây là mình thấy là cách làm, mà coi như là đây là cấp lãnh đạo của chế độ Pol Pot. Mình thấy đây, cái này là Nuon Che. Nuon Che này là bên chủ tịch quốc hội, còn đây là Khieu Samphon là chủ tịch nước. Đây, như hồi đó trẻ, đây là trở về già nhé. Khieu Samphon là chủ tịch nước, còn ống đút này đó là trưởng trại giam nhà tù Tua Slang. Như vậy trưởng trại giam tù Tua Slang là giam cầm 18.600 mấy chục người. Nhưng mà sau này thì vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979 thì rồi Việt Nam sau chủ đất nước Campuchia thì lật đổ chế độ Pol Pot, thì chỉ còn có mười mấy người trong nhà tù thôi, các em bé không đó. Còn đây là Yen Sri. Yen Sri là bộ trưởng bộ ngoại giao của chế độ Pol Pot. Đây là khi trẻ, đây là về già. Còn lại đây Yen Srin. Yen Srin này là vợ của Yen Sri bên hội phụ nữ. Đây là cấp lãnh đạo của chế độ Pol Pot nhé. Rồi đây là ông Đức, hiện nay là tòa án quốc tế xử ở tù chung thân. Tù chung thân. Còn Nuon Che qua coi như là qua đời rồi, Pol Pot coi như là Khieu Samphon thì hiện nay còn, nhưng mà Nuon Che đã qua đời rồi. Tại nhà tù coi như tòa án quốc tế xử. Còn đây là cấp lãnh đạo của chế độ Pol Pot. Mình biết là chế độ Pol Pot hủy diệt hết từ hạ tầng cơ sở, bệnh viện, đường xá, chợ, búa cầu, cống, tiền tệ, ngân hàng, tất cả không còn cái gì cả. Như vậy trong chế độ Pol Pot thì nó cả xe cũng vậy đó, xe hơi chỉ đón nhận đại biểu thôi, còn ngoài ra đi bằng xe lửa. Đây là cấp lãnh đạo tối cao của chế độ Pol Pot, họ đi bằng xe lửa hoặc xe đạp, gọi là vô sản đó, tức là không có cái gì trong cơ thể. Dù đó là một chiếc nhẫn đeo trên tay cũng không được, dù em là cấp lãnh đạo. Còn đây là những cái nữ trong chế độ Pol Pot. Đây là cán bộ nữ của chế độ Pol Pot nhé. Đây là cấp cán bộ nữ của chế độ Pol Pot. Nhưng mà thấy trẻ quá chứ. Ờ, thì trong chế độ Pol Pot thì tất cả này trẻ, tôi nó bác sĩ, tôi 12, 13 tuổi nó bác sĩ rồi. Đúng không? Đó là chế độ đó. Còn đây là cũng vậy. Đây là mình thấy là nguyên khu vực, đây là tất cả chế độ Pol Pot thì những cấp lãnh đạo đó. Đây nè, cái này là cái này mình biết đây là Yen Sri nè, đây là Pol Pot nè, đây là Sun Sen nè, bộ trưởng bộ quốc phòng. Nhưng mà sau này Pol Pot giết cả gia đình, giết như thế nào, giết bỏ, họ nói cho là phản. Ông Sun Sen này là bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng mà Pol Pot cho là phản thì nó giết hết toàn bộ cả gia đình, cả gia đình Sun Sen và đứa cả đứa cháu gái họ cuộc tay cuộc chân, họ để giữa đường, họ lấy xe tăng họ nghiền luôn cả chế độ, coi như là coi như là nó giết cả gia đình. Như vậy
nhé. Rồi mình sẽ chế độ Pol Pot thì hình như khó thống nhất, từ khu vực này khu vực kia họ cứ chém giết lẫn nhau, họ cứ buộc KGB tình báo Liên Xô họ vẽ màu phấn, đó là tình báo thì dù em bé không biết gì cũng là tình báo, cứ họ cứ đập đầu cái giết từng khu, coi như là nó không thống nhất toàn lãnh thổ, từng khu vực một có thể giết lẫn nhau trong chế độ đó. Thấy đâu trong chế độ Pol Pot rồi nó tập trung về công xã, tất cả một ngày làm 8 tiếng đồng hồ hoặc 10 tiếng, tất cả đi làm tập trung như thế này hết, coi như là đây nó phân ra từng trại đây các em bé này cũng phải đi làm luôn, nhi đồng, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, vợ chồng tách ra hết. Vợ chồng một tháng có thể gặp nhau một lần hai lần chứ không cho ở chung với nhau, cứ đi tập trung đi cấy đi gánh đất như thế này, còn em bé này cũng phải đi làm. Nhưng nào lao động theo sức, nếu thanh niên thì tôi nói là chiều ngang nó là cái độ gánh đất là 5 tấc, ở dưới sâu 5 tấc. Còn nếu thiếu niên thì chiều ngang là 3 tấc, độ sâu nó 3 tấc. Tức là nó phân theo theo cái sức lao động. Cái thời điểm mà Pol Pot kiểm soát chính quyền á thì lúc đó là chú khoảng bao nhiêu tuổi chú? Tôi nói chung là tôi sinh năm 61. Năm 75 thì lúc đó tôi 13 tuổi. Lúc đó thì Pol Pot đối với nhà gia đình nhà chú như thế nào? Coi như là tất cả người dân Campuchia không ai tránh khỏi vấn đề chết. Không chú bác, cô anh em, không anh em ở trong dòng họ. Nhưng mà tôi nói là nó phân ra. Tức là trong độ tuổi nhi đồng thì nó đưa nhi đồng. Còn nếu nó sẽ có người nuôi dạy nhi đồng. Còn nó đưa, nếu là mình trong độ tuổi thiếu nhi thì đưa vào trại thiếu nhi. Còn em trong độ tuổi thiếu niên thì đưa vào tuổi thiếu niên. Còn em trong độ tuổi thanh niên thì thanh niên. Như vậy lúc đó là nó tách ra, nó coi theo sức lao động của em. Nếu thiếu niên đó, em có thể gánh đất nhưng mà nó nhẹ hơn, hay là em chăn bò, hay là em nhổ cỏ, hay là em đi lụm phân, thì trong một ngày thì nó có đánh kẽn. Còn khi nó tới dùng côm thì đánh kẽn, thì cầm cái chén là hai ruộng cháo. Đây. Nó là như vậy. Như vậy trong chế độ đó đó, nó không trực thuộc anh em cha mẹ gì nữa, nó từng trại rồi. Nhiều khi em chưa, nhiều khi cả năm chưa được gặp cha mẹ một lần nữa. Rồi tại sao người Campuchia em biết là, em biết cái khăn đó họ nấu cơm. Tại trong chế độ Pol Pot nó không có nồi cơm riêng. Như vậy họ nấu bằng cái khăn mà nấu dưới đất. Đói bụng quá. Đói bụng quá, nhiều khi em đi gặp người mẹ này nè. Như vậy 2-3 ngày đi thăm con. Như vậy em mới tước được lúa, em mới lát giấu đó. Nếu em họ xét thấy là, nó nói là của đây là mình đã sai phạm, ăn cắp, coi như của cộng đồng, của chung, của tập thể, thì em có thể bị xử phạt, bị giết hoặc em có thể bị tù. Như vậy em mới giấu từng nắm nắm vào đó. Ban đêm đó, người mẹ mới lột từng viên, mới gom được một nắm gạo. Như vậy ngày mai đi thăm con đó, tại vì Pol Pot là nó không có bếp, không có nồi, không gì cả, ra của tập thể mà. Như vậy ngày mai đi thăm con đó, họ phải đào một cái hố dưới, họ mới lấy cái khăn rằng, họ ngâm gạo cho nó mềm tí, họ cuốn lại. Họ phải đào hố một lớp, họ đẩy khăn xuống dưới, họ đẩy cột, đẩy lấp đất lại. Rồi họ đốt, giống như đốt hơi lửa, nó lại thấy giống như mình hôi lửa, mình đâu có nấu cơm, mà sự thật đang nấu cơm dưới đất. Được chín sống bao nhiêu mới giấu sáng mới đi gặp con, mới đút cho nó ăn đi. Tức là trong chế độ đó dù một cái trái cà, trái gì của em đi nữa, em cũng không đụng tới. Tất cả là của tập thể. Mấy năm trời như bản thân chú là những ngày đó đói lắm không? Nếu mà nói không thể tưởng tượng nổi vấn đề đói. Đói là mình không thể tưởng tượng nổi vấn đề đói. Mình con người sống, mình quan trọng, mình nó có ăn uống thì đầy đủ, có sức thì mình không nói. Cái này nó đói, nó lên xuống mà một ngày bắt buộc phải làm những cái công việc ở ngoài đồng áng. Tất cả tập trung công xã nha. Trong chế độ Pol Pot không có giải sầu, không tiền tệ, không ngân hàng, không thuốc tây, không chợ búa, không gì cả. Tất cả tập trung về công. Vì ấy, đây là gọi là cánh đồng chết, là cái liên thiên này. Từng hố này, đập. Lãnh thổ của Campuchia đều có hố chôn hết. Yeah. Có em bé, khu vực em bé có khu vực người lớn. Yeah.
nó toàn lãnh thổ. Em biết là Pol Pot, mật độ dân số Campuchia, Pol Pot giải phóng là 6 trên 6 triệu dân. Nó lãnh đạo 8 tháng, 3 năm, 8 tháng, 20 ngày, đã giết người dân Campuchia gần 3 triệu dân rồi. Dù em không, dù em bé không biết cái gì nữa, nó cũng buộc vào tình báo. Tôi nói em bé 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, cái tình báo có gì? Mà nó cứ buộc vào tình báo để nó hủy diệt. Người cha làm chật thì giết cả mẹ, nó nhổ cỏ, nhổ tận gốc mà. Giết cả người mẹ và cả người con luôn. Nó không phải là người cha làm chặt, nó không chặt cái gì chứ, điều nó buộc cái gì đó, nó, người cha, cái gia đình nó phải chịu ảnh hưởng. Em hiểu không? Nó phải ảnh hưởng thôi. Rồi những nhà trí thức học, những bác sĩ, kỹ sư, luật sư là nó quỷ gì hết. Nó hỏi em, dụ em, nó nói thôi giờ em có học vấn gì không để cùng nhau hợp tác với xây dựng với đất nước hòa giải hợp tác dân tộc. Tại vì mới giải phóng thì nhân lực. Em nói em giáo sư, kỹ sư rồi đó. Yep. Em ở trong vợ con nè, bắt đầu nó có ONCA là tổ chức rồi. Là mời đi hộp rồi đó, ba đi là đi luôn, không còn tụ, không quay trở lại. Vậy thì ví dụ như người dân thời điểm đó bệnh nè, rồi muốn làm một cái vật nồi gì đó mà có công nghệ kỹ thuật cao, hoặc là sửa chữa xe ô tô rồi như vậy thì làm sao? Trong chế độ Pol Pot thì xe ô tô không có, nhưng mà nồi có. Nhưng mà đã thành lập một cái gọi là cái tập thể, cái công xã đó. Cái công xã em làm nồi là làm nồi, ai làm ruộng là làm ruộng, ai đăng chiếu là đăng chiếu. Nhưng mà nó xe ô tô thì không có. Nó không có xe ô tô, xe máy, xe ô tô. Bệnh đau thì sao vậy? Bệnh đau thì nó, tôi nói đó, bác sĩ nó không lớn tuổi đâu. 13, 14, 15 là bác sĩ. Nó chỉ cho thuốc, gọi là thuốc xuyên tâm lý. Xuyên tâm lý. Nó cho uống. Rồi trong cái chai nước, nó để nước gì trong đó rồi cho uống, rồi cho ôm thuốc về thôi. Là gọi trụ, thuốc trụ sinh đó. Bệnh gan, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh gì nó cũng là thuốc đó. Thì bất bệnh mà không sử dụng thuốc tây nghe. Trong chế độ Pol Pot không được sử dụng thuốc tây. Không có sử dụng thuốc tây. Rồi nó vẫn nói nghe. Nói ở trong chế độ nó là một người lãnh đạo, nhà khoa học, y là một nhà khoa học phát minh tiên tiến hơn trước thời kỳ cô. Tôi xin lỗi, thời kỳ cô hiện nay có người làm không được nữa. Một cái xã hội tiên tiến làm đi không nổi, làm sao mà trong chế độ Pol Pot mà nó tự hào nó là nó còn hơn trong thời kỳ gì con khô. Như hình ảnh Pol Pot nè, con thấy bạn sử dụng đồng hồ nè. Thì nó đã sử dụng đồng hồ để xem giờ. Còn những cái vàng dòng thì em biết trong chế độ Pol Pot thì những vàng dòng châu báu để từng kho nó không xài. Vứt hết. Em nhiều khi em nó đập người. Rồi còn vàng dòng nó để trong lon bỏ ở trong xó bếp thôi. Tại trong chế độ nó có vàng dòng nó không xài. Vậy thì nó đưa cái xã hội người Campuchia thành xã hội nguyên thủy, thời kỳ đồ đá đồ đồng. Rồi tất cả tập trung về công về làm việc đồng áng hết 8 tiếng hồ. Anh thấy khu vực đó nè. Kinh khủng. Tài sản người dân chỉ có cái muỗng và cái chén rồi cái đĩa đó rồi có như hai gáp cháo thôi. Rồi nên mình thấy đấy, cán bộ cao cấp đi cấp lãnh đạo tối cao của đảng đi là đi không đi xe hơi nha. Tất cả đi xe lửa cái tạt đi thôi. Toàn cấp lãnh đạo đi cao cấp không. Mà Pol Pot thì được du học bên Pháp. Vậy tên Pol Pot này không phải tên của Campuchia. Tên y gọi là Salat So, Việt Nam mình gọi là cải Salat Son đó. Salat So. Salat So là cải Salat Son đó, tên của Pol Pot. Mà Pol Pot này tên của Pháp, chữ tắt của Pháp gọi là Politique. Rồi Politique có nghĩa là chính trị tiềm năng. Tên Pol Pot đó. Giờ mới hiểu á. Tức là Salasson. Salasson. Chính trị tiềm năng là tên Pol Pot, tên chữ tắt của Pháp Politique. Như vậy y là tên Salasson. Gọi là cải Salasson, Việt Nam gọi là cải Salasson. Nhưng mà tại sao ngày xưa cũng có nhiều nhà cầm quyền mà tại sao gọi chủ yếu là một cái tên của ông Pol Pot thôi, giống như Yen Sri rồi. Tại vì Yen Sri và Pol Pot là nó cột kèo. Vợ của Yen Sri là nhầm chị vợ của Pol Pot. Thành ra gọi là Pol Pot Yen Sri đó. Nên trong thù hận người dân thì thường nhắc đến thì cái hai cái đó. Tại vì Pol Pot thì nhầm lấy vợ của em của Yen Sri. Yen Sri với Pol Pot là cột kèo. Dạ.